Xin chào mọi người. Để việc là trồng để ở nhà có thể chơi hoặc là tặng bạn bè những cái chậu hoa ly thơm và đẹp như này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái bước có thể trồng những cái chậu hoa ly như này từ củ một cách dễ làm nhé. Ở trên tay mình thì là những cái củ hoa ly thơm, và sau khoảng 3 tháng đấy, tùy vào từng nơi, thời tiết từng nơi thì chúng ta có những cái chậu hoa như này. Thường thường tầm khoảng 80-90 ngày, tùy khu vực. Còn khu vực ở miền Nam thời tiết nóng ấm hơn thì khoảng 60 đến khoảng 65 ngày. Ở đây chúng ta cần đấy có những cái củ hoa ly thơm này. Đấy, chậu thì có thể trồng những cái chậu như này được 5 củ là khá là thoải mái. Đấy. Đất này, chúng ta nhìn đất đây. Khoảng 1/3 đất. Xong thêm nữa là có những cái thành phần như có thể dùng trấu này, trấu hun hoặc là trấu tươi này cũng được, cũng tơi xốp rất là tốt. Đấy. Rất là dễ kiếm. Một ít những chuồng hoặc là phần mục như này. Đấy. Phần tơi xốp như này. Sơ dừa cũ, những loại mọi người dùng, loại mà có thể phơi hoặc là rửa khá là kỹ, khoảng một năm, hơn một năm như thế này. Đấy. Mới thì chúng ta không nên dùng. Đấy nhá. Đầu tiên chúng ta nên ngâm củ bằng thuốc xử lý nấm và chống thối như kiểu là Daconin hoặc là Rinomin hoặc là Metalaxin kiểu như này. Đấy. Chúng ta ngâm ngập cả cái mầm luôn. Đấy, ngâm cả cái mầm luôn nhé. Chúng ta ngâm khoảng 5 phút. Đấy, khoảng 5 đến khoảng 10 phút. Sau đấy thì chúng ta sẽ trộn giá thể nhé. Khoảng 1/3 đất này, 1/3 là bùn cưa, giá phân chuồng và trấu, hoặc là có thể mọi người có thể dùng một nửa đất, một nửa phân chuồng. Đấy, tùy vào cái điều kiện mọi người có này. Đấy. Đất thì chúng ta có thể dùng đất trồng rau của mình này, hoặc đất đỏ, hoặc là đất mà dùng để trồng cây ăn quả, cũng không cần phải cầu kỳ hoặc là mình mua đất đâu. Nếu mà trường hợp mình có đất thì mình cứ dùng những cái đất mà mình trồng những cái loại cây khác để trồng nhé. Ly nó cũng không quá là kén khó lắm. Đấy, sơ dừa. Sơ dừa này là đã phơi khoảng 1 năm rồi. Đấy, dùng khá là an toàn nhé. Đấy. Đấy, mùn phần này nữa rất là tơi. Yêu cầu cái giá thể là tơi và giữ ẩm tốt. Đấy. Thì nên có đất nhé. Đất thì cây sẽ cứng và cái giá thể nó sẽ chắc hơn mọi người nhé. Sạt sạt đi. Đấy, và ở đây mình cho một ít cái hữu cơ đá này, rất là tốt luôn. Đấy. Rất là xịn. Việc giá thể chúng ta cứ làm sao cho nó tơi và giữ ẩm tốt một chút là được, không cần phải quá là phức tạp, cũng như là quá là khó khăn và phân vân về nó. Trấu thì chúng ta cho vừa phải. Đấy, cho nó tơi xốp, không nên cho nhiều quá bởi vì nó cứng, thành ra nước nó cũng sẽ kém hơn so với cái khác. Đấy. Đấy. Giá thể chúng ta làm mà giá thể mà càng kỹ càng tốt, càng tươi xốp thì về sau cây sẽ càng cứng và bông nó sẽ càng to. Đấy.
chúng ta vớt củ ra nhé. Đấy. Bốn củ cho cái thằng củ nhỏ này vào nữa cho nó ấm luôn. Đây chậu như này chúng ta cho khoảng một nửa non giá thể vào. Đấy. Nửa non giá thể vào. Về sau cái củ ly rễ nó sẽ ra ở đây. Mọi người có thể thấy này, cái này là đã được ươm một ít thời gian ở trong lạnh, nó ra rễ là bắn lên này. Đây. Nên chúng ta cần phải lấp. Nếu mầm dài như này nhé, cái này mình ươm ra rồi. Còn nếu mà khi mọi người lấy, có thể mầm tùy kích cỡ, có thể là có loại thì khoảng một ngón tay như này, đây đến đây, hoặc là mới nhú một chút như là một đốt ngón tay như này. Thì nếu mà dài như này mà có rễ như này, hoặc bắt đầu sần sần ươm được như này rồi ấy, thì chúng ta lấp đến tầm như này. Đấy, lấp cái giá thể đến tầm như này để bắt đầu nó ẩm được cái chỗ này và ra rễ luôn. Đấy. Đấy. Ra đặt này, ngay ngắn củ của chúng ta đây. Cho mấy cái củ này vào luôn. Củ này củ thêm. Củ đàn em thêm. Rồi chúng ta cho cái giá thể vào. Đấy nhá. Thì sau đấy về sau ấy, rễ nó sẽ lan tỏa được xung quanh này và sẽ chặt cái chậu của chúng ta. Đấy. Cho giá thể vào. Còn nếu củ mọi người tầm khoảng như này này, như này tức là khoảng một ngón tay. Đấy, hoặc là ngắn hơn thì chúng ta như này thì chúng ta lấp chỉ hở một chút, tưới xong phát hở một chút như này. Đấy là được, hở một chút như này. Đấy. Còn nếu mà ngắn hơn như này, một đốt ngón tay như này, chúng ta lấp hết quá từng này luôn nhé, quá từng này luôn. Đấy, bởi vì là như lúc nãy mình chia sẻ đấy, cái rễ nó sẽ ở đây, bắt đầu sần sần, bắt đầu đẩy đẩy lên, đừng lốt đốt đấy. Đấy, thì chúng ta giữ ẩm ở chỗ này thì sẽ nó ra rễ sớm và nhanh, cây sẽ khỏe hơn. Đấy, thế là cơ bản chúng ta sẽ xong một cái chậu ly nhá, cũng không quá là khó và phức tạp nhá. Giữ ẩm đều, tưới xong chúng ta sẽ tưới đẫm cho nó nhé. Chúng ta sẽ tưới đẫm cho cái chậu hoa ly của chúng ta luôn. Tưới đẫm nhé, bởi vì là nhiều khi chúng ta tưới có thể thấy ướt ướt ở trong, chưa thực sự là nó ướt hẳn hoặc là thấm đều hết. Phải đảm bảo khi nào là cái giá thể hoặc là cái chậu của chúng ta này, nó ướt, nó chảy ở dưới này. Đấy, nó phải chảy ở dưới. Đấy, tức là nó bắt đầu nó đã ướt hết của cả chậu. Và sau đấy thì chúng ta để khoảng đặt chỗ mát khoảng một tuần nhé. Và từ cái thời gian chẳng hạn như chậu thì khoảng 75 ngày là bắt đầu, khoảng 70 là bắt đầu nở một vài bông. Đấy, bắt đầu trúng chín, bắt đầu nở. Đấy, còn cái thì khoảng 80 gần 85 ngày. Đấy, tầm 85 ngày là bắt đầu là nở. Hơn 80 là bắt đầu nở một vài bông đầu tiên. Đấy, thì bên này chẳng hạn ra chăm sóc và tùy vào cái tình hình chúng ta thay đổi và điều khiển cây của mình thích ứng. Thì đây những cái bông màu vàng này, và để thấy đẹp không? Đấy, những bông chậu kép này. Đấy, sau một thời gian chúng ta sẽ có những cây khỏe khoắn như đấy. Đấy, bên này. Đấy. Ly thơm. Ngoài ra mọi người nếu thích cái ly khác thì chúng ta có thể trồng chẳng ly không thơm hoặc ly lùi. Đấy, thì ly thơm thì được cái nó thứ nhất là bông nó to, thời gian nó dài, bông to và cây nó cao hơn. Chúng ta có thể là cắt cành hoặc là để cả chậu như này thì để ở trong nhà rất là đẹp, đặc biệt là ly kép này.
thì rất là khá là sang và nhìn nó khá là bắt mắt đấy. Đây. Đấy. Rồi. À, mọi người nếu cần hoặc là yêu thích và muốn trồng những cái chậu hoa ly như thế này để chơi nhà này hoặc là để tặng bạn bè thì mọi người cần có những cái giúp đỡ như nào có thể là nhắn tin hoặc gọi điện thoại qua cho mình nhé. Đấy, mọi người có thể trồng những chậu như này hoặc là chậu như này hoặc là những cái thùng xốp như này. Đấy, tùy vào điều kiện hoặc là những cái chậu to thật là to hoặc là những cái hành lang như này này. Đấy, để có thể là rải một cái hàng cây ly của chúng ta cho nó đẹp luôn. Đấy. Và màu thì nó khá là nhiều màu. Đấy, chậu vừa rồi là mình trồng cái chậu ly kép này. Đấy, mọi người có thể trồng những chậu màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Đấy, có cả màu trắng nữa. Đấy, rất là để mọi người có những lựa chọn nó là đẹp này, vừa thơm. Đấy, cũng rất là xinh nữa, khá là nhiều người yêu thích. Mùi rất là nồng nàn. Đấy, như chậu mấy chậu này để ở đây nhưng mà mùi hương tỏa khắp nơi, đi qua đi lại khá là thơm và khá là. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người trồng được những cái chậu hoa ly rực rỡ và rất là nhiều thành công hơn như thế này nhiều nữa nhé. Rồi, chúc mọi người.